Sáng ngày 4 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận địa bàn vừa xuất hiện một số con khỉ hung hãn tấn công người và động vật. Theo ông Võ Văn Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Mỹ, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một con khỉ tầm 7 đến 8 kg chưa xác định được giới tính, con khỉ này vào nhà bà Đặng Thị Ba ở tổ 2, thôn Phước Chánh, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tấn công khiến bà bị thương. Tuy nhiên, đến ngày 4 tháng 12, người dân tiếp tục phát hiện và quay được video một con khỉ khác rất to. Con khỉ này đã tấn công, cào cắn khiến ba người dân địa phương bị thương. Ngoài ra, đàn khỉ tấn công cắn chết 4 con chó và nhiều con gà của người dân địa phương. Được biết, ngoài bà Đặng Thị Ba bị khỉ tấn công phải khâu 15 mũi, còn có hai người khác là ông Phan Nguyễn Nhí và ông Nguyễn Văn cũng bị khỉ tấn công gây thương tích, trong đó ông Nhí bị cắn đứt động mạch đùi phải, chuyển ra bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu điều trị. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Mỹ cho biết hôm nay sẽ làm báo cáo gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam để tìm cách giải quyết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 4 tháng 12 trên phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn xe ô tô Mercedes lao thẳng vào nhà dân. Theo thông tin ban đầu, thì chiếc ô tô này mất lái đột ngột lao thẳng vào số nhà 47 phố Hàng Bạc, lọt cả phần đầu xe vào quá khu vực của cửa nhà dân. Rất may vào thời điểm xảy ra vụ việc, những người sinh sống trong nhà đang ngủ ở khu dãy nhà sau nên không xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô Mercedes AMG đang cố tìm cách quay đầu đi theo hướng từ Hàng Bạc lên D Trần Nhật Duật. Đây là đoạn đường ngược chiều cấm ô tô. Được biết, khu vực đầu phố Hàng Bạc hàng ngang từ khoảng 1 đến 5 giờ sáng có quán phở đêm bày bán trên vỉa hè. Hiện cơ quan công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 12, lực lượng chức năng tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong bên trong cửa hàng tạp hóa tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Rạng sáng ngày 4 tháng 12, đám cháy bùng lên tại kho chứa đồ cũ của gia đình ông H ở hẻm 57, đường Nguyễn Văn Tạo, phường 4, thành phố Tân An. Gia đình đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Ông H sinh năm 1977, nhân viên lái xe cho một ngân hàng ở thành phố Tân An. Phát hiện lửa bùng phát, ông H xông vào bên trong kho chứa đồ cũ để dập lửa, nhưng bị điện giật, ngã bất động trong kho. Người dân trong hẻm huy động bình chữa cháy dập lửa. Sau thời gian ngắn, đám cháy được khống chế. Thiệt hại sau vụ cháy nhỏ, nhưng mọi người phát hiện ông H đã tử vong trong tình trạng bị cháy đen. Ngay sau khi nhận được tin báo, thì lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường. Hiện Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, trưa ngày 4 tháng 12, lực lượng chức năng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cùng công an thành phố Hồ Chí Minh đang truy bắt một thanh niên nghi cướp tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai. Khoảng 14 giờ 30 chiều ngày 3 tháng 12, một thanh niên đi xe máy đến một tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình. Sau đó, nam thanh niên xông vào tiệm vàng ở quận Tân Bình. Khi mọi người hô hoán thì bỏ chạy. Một người dân sinh sống trên đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình cho biết, khi nghe thấy tiếng hô hoán của nữ chủ tiệm vàng, người dân thấy một nam thanh niên đi xe máy bỏ chạy về hướng đường Hoàng Sa, quận Tân Bình. Trên tay nam thanh niên này có cầm một vật giống súng. Cũng theo người dân, sau đó lực lượng chức năng đã đến tiệm vàng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Đến trưa ngày 4 tháng 12, lực lượng chức năng quận Bình Tân tiếp tục cùng công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tìm bắt thanh niên trên để điều tra làm rõ. Thưa quý vị, thịt nhân tạo có thể coi là một trong những sự sáng tạo vô cùng độc đáo. Do nhu cầu thịt trên thế giới luôn tăng, ngành sản xuất thịt nhân tạo tuy còn non trẻ nhưng vô cùng tiềm năng. Theo thông tin trên trang tin AP cho biết, thì hiện có 150 công ty khởi nghiệp đang tiến hành nghiên cứu và có kế hoạch phân phối các sản phẩm thịt nhân tạo với hương vị như thịt thật ra thị trường. Và có thể nói, hoạt động sản xuất các sản phẩm thịt từ phòng thí nghiệm được dự báo sẽ thay đổi ngành chăn nuôi toàn cầu. Hiện nay, các công ty sản xuất thịt trong phòng thí nghiệm đang cố gắng mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, hầu hết người dùng hiện nay khi nhắc đến vẫn còn nhiều hoài nghi về tính an toàn và hương vị của các loại thịt nhân tạo. Trong một cuộc thăm dò của APNORC, chỉ 18% người trưởng thành ở Mỹ cho biết họ muốn ăn thử thịt cho phòng thí nghiệm. 30% người tham gia khảo sát cho biết họ còn phân vân. Một nhóm người đã thử ăn thịt gà nhân tạo tại công ty Good Meat của Mỹ gần đây cho biết họ thích món này vì chúng mang lại độ mềm và bọng nước. Kenzo Cole, một sinh viên khoa dinh dưỡng học tại Đại học California, cho biết anh sẽ ăn thịt nhân tạo thường xuyên nếu mặt hàng này được bán với giá phải chăng.
Công ty tư vấn quản lý McKinsey & Company dự báo hàng triệu tấn thịt nhân tạo có thể được sản xuất vào năm 2030. Tuy nhiên, thì con số đó có thể vẫn không đủ để bù đắp lượng thịt động vật được tiêu thụ ngày càng tăng hiện nay. Thưa quý vị, mở cửa sáng ngày 4 tháng 12, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh so với cuối tuần trước. Giá bán ra vàng SJC tại một số nơi đã lên gần mốc 75 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, tại vàng bạc đá quý Phú Nhuận P&G, giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 73,2 đến 74,7 triệu đồng trên một lượng, tăng 800.000 đồng trên một lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng 24K tại đây cũng tăng thêm 300.000 đồng trên một lượng lên 61,9 đến 63,1 triệu đồng trên lượng. Tại vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng sáng nay cũng tăng khoảng 500.000 đồng trên một lượng. Hiện giá vàng miếng SJC tại đây được niêm yết ở mức 73 đến 74,4 triệu đồng trên một lượng. Giá nhẫn tròn trơn 4 số 9 có giá 61,65 đến 63 triệu đồng trên một lượng. Tập đoàn Doji cũng đã nâng giá vàng miếng SJC lên 73,2 đến 74,6 triệu đồng trên lượng. Giá vàng nhẫn trơn 24K tại đây cũng tăng lên mức cao kỷ lục 61,65 đến 63,05 triệu đồng trên một lượng. Như vậy, cả giá vàng SJC và giá vàng nhẫn trơn 24K đều đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Về phía công ty Bảo Tín Minh Châu, sáng nay doanh nghiệp thông báo giá vàng ròng Thăng Long từ 62,18 đến 63,33 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, cộng thêm 250.000 đồng trên một lượng so với chốt phiên trước. Trong tuần trước, thương hiệu này cũng đã cộng thêm 1 triệu đồng trên một lượng. Số liệu từ Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, trong 11 tháng năm 2023, có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực có tốc độ tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước. Ngành nông nghiệp xuất khẩu gần 48 tỷ đô la Mỹ, giá trị xuất siêu đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng của năm 2023, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng cả về giá trị và lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm sáng xuất khẩu của ngành năm nay là xuất khẩu nhóm nông sản và chăn nuôi. Theo đó, xuất khẩu nông sản đạt 24,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 17%, chăn nuôi đạt 453 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 23%. Trong nhóm nông sản, xuất khẩu rau quả cực kỳ ấn tượng với kim ngạch 5,32 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 74% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo cũng bứt phá hơn 4,41 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 36%. Xuất khẩu hạt điều đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17%. Xuất khẩu các sản phẩm từ ngũ cốc đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện có 6 nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 3 tỷ đô la Mỹ, đặc biệt là gạo lần đầu tiên đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ, rau quả đạt kỷ lục 5,32 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo thống kê lũy kế từ đầu năm đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân khoảng 71.200 tỷ đồng và đạt 75,6% kế hoạch. Riêng trong tháng 11 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành phân bổ và giao chi tiết 100% kế hoạch qua 10 đợt cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đã khởi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Trơn Thành – Đức Hòa. Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy tổng kế hoạch giải ngân năm 2023 của Bộ khoảng 95.000 tỷ đồng, bao gồm 94.000 tỷ đồng kế hoạch năm nay và 1.000 tỷ đồng của kế hoạch năm 2022 kéo dài. Với mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng cuối năm, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các vật liệu phục vụ thi công các dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa thông tin dự kiến ngày 20 tháng 12 tới sẽ xét xử phúc thẩm 21 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Đây là vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 năm 2020 và 2021. Trong đó, bị cáo Hoàng Văn Hưng, nguyên điều tra viên Bộ Công an kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 7 năm 2023, Hoàng Văn Hưng bị tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa sơ thẩm xác định tổng giá trị mà Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 18,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo luôn cho rằng mình bị oan. Phần lớn các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó có bị cáo Phạm Trung Kiên, nguyên thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Trước đó, ông Kiên bị tòa tuyên mức án tù chung thân về tội nhận hối lộ với tổng giá trị hơn 42 tỷ đồng.